Do thừa cấp mà có thần thông, vì giới hoãn mà đọa làm súc sinh. Dạ xoa còn gọi là quỷ mau chóng, kiêu bản trà còn gọi là quỷ đông trào. Chúng chuyên môn đợi người ngủ thì đi tác quái. Có người bị thổi hơi của chúng vào đầy miệng, nói chẳng được cũng chẳng cử động được thì sẽ chết. Nhưng lúc bấy giờ vì có sức lực cảm hóa 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng có thể làm hộ pháp mà không làm hại nữa. Trời rồng, dạ xoa, kiều bàn trà, các loài quỷ, cho đến người và chẳng phải người, vân vân, hết thảy tất cả chúng sinh, hết thảy tiếng nói của họ, con đều dùng tất cả thứ tiếng mà vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Gặp lại chúng sinh nào thì nói thứ tiếng của loài đó. Xin tu thanh tịnh ba la mật, luôn không quên mất bồ đề tâm, diệt trừ chướng cấu không sót thừa, tất cả diệu hạnh đều thành tựu. Xin tu là không lười biếng, không sợ khổ, không sợ mệt, thời thời tinh tấn thanh tịnh ba la mật, chẳng có sự nhiễm ô. Ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa là đến bờ kia, từ bờ sinh tử bên này đạt đến bờ niết bàn bên kia. Bồ đề tâm là gì? Tức là tâm xin cầu Phật đạo, đời đời kiếp kiếp đều chẳng quên mất bồ đề tâm. Diệt trừ chướng cấu không sót thừa, diệt trừ tất cả báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Có phiền não thì có trần cấu, khiến cho tất cả phiền não trần cấu đều chẳng còn nữa. Diệu hạnh, đến chánh điện tham thiền đả tọa, chấm dứt sinh tử, tức là diệu hạnh. Tu hạnh gì thì thành tựu hạnh đó, gọi là diệu hạnh, thành tựu không thể nghĩ bàn. Thế nào gọi là không thể nghĩ bàn? Vì vượt ngoài ý nghĩ của con người, tưởng tượng không đến được mà lại đắc được, đây gọi là diệu. Không những không thể dùng tâm nghĩ mà cũng không thể dùng lời bàn luận. Hạnh môn vi diệu không thể nghĩ bàn này, tức cũng là tham thiền và khai ngộ. Bạn có thể khai ngộ thì thành tựu hạnh môn vi diệu không thể nghĩ bàn. Nơi các hoặc nghiệp và cảnh ma, thế gian trung đạo được giải thoát, giống như hoa sen chẳng dính nước, cũng như trời trăng chẳng trụ không. Thế nào gọi là hoặc nghiệp, hoặc là mê hoặc, cũng là nghi hoặc, hoặc có ba thứ, kiến tư hoặc, hoặc thấy nghĩ, trần sa hoặc, hoặc nhỏ như cát bụi, vô minh hoặc. Kiến hoặc là thô hoặc, tư hoặc là tế hoặc. Thế nào là kiến hoặc? Do đó có câu thấy cảnh sinh tham ái. Tức là gặp cảnh giới thì sinh một thứ tâm tham ái. Tâm ái tức là mê hoặc nhiều rồi thì hồ đồ. Tư hoặc là trong tư tưởng đối với đạo lý chẳng hiểu biết, do đó có câu mê lý khởi phân biệt. Sinh ra một thứ tâm phân biệt không đúng đắn. Trần sa hoặc, nói về nó thì quá nhiều, nhiều như hạt bụi, nhiều như cát sông Hằng. Vô minh hoặc, ở trong tâm của chúng ta có vô minh. Vô minh vốn rất ít, nhưng do ít biến thành nhiều. Giống như bạn thấy được cảnh giới thì sinh ra một thứ tâm tham ái. Đó là vô minh đang tác quái. Công rễ của kiến hoặc là do vô minh sinh ra. Tại sao sinh ra tâm tham ái? Từ nơi nào đến? Từ nguồn gốc đáy, mong cầu. Đi tìm gốc rễ của nó tức là vô minh. Cho nên vô minh là gốc rễ của sinh tử. Chúng ta chưa chấm dứt sinh tử là do sự chướng ngại của vô minh. Cho nên sinh tử chưa chấm dứt. Kiến hoặc có 18 phẩm. Từ hoặc có 81 phẩm, chứng được sơ quả A-la-hán thì đã đoạn được 88 phẩm kiến hoặc. Chứng được nhị quả A-la-hán thì đã đoạn được 6 phẩm trước từ hoặc của dục giới. Chứng được tam quả A-la-hán thì đã đoạn được trần sa hoặc, đoạn được 3 phẩm sau từ hoặc của dục giới. Chứng được tứ quả A-la-hán thì mới phá được vô minh, đoạn vô minh hiển pháp tánh, nhưng chưa hoàn toàn phá vô minh, đoạn sạch 81 phẩm từ hoặc của tam giới. Bồ Tát đã đoạn trần sa hoặc nhưng vô minh hoặc vẫn chưa đoạn sạch. Khi đến bậc đẳng giác Bồ Tát thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn. Nếu phá sạch hết một chút vô minh đó thì sẽ thành bậc diệu giác, tức là Phật. Đúng là bạn tạo nghiệp thiện ác, do đó có câu dù cho trăm ngàn kiếp nghiệp ta ra chẳng mất. Dù cho đến trăm ngàn kiếp nghiệp của bạn đã tạo ra cũng sẽ không mất đi. Bạn tạo nghiệp thiện thì được báo thiện, tạo nghiệp ác thì được báo ác, thiện ác đều đi theo bạn. Khi nhân duyên hội ngộ, quả báo tự thọ lấy. Khi nhân duyên chín mùi, đúng thời, đúng lúc, thì bạn tự mình thọ quả báo. Trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Này lại có một câu chuyện nữa. Lúc trước khi tôi còn làm sa di vào dịp cuối năm trong chùa, hoặc ở nhà đều viết câu đối liễn, còn gọi là hồi xuân. Trong chùa cũng viết câu như ý cát tường, lúc đó tôi viết câu đối liễn, trí huệ như hải. Lúc đó có vị sư huynh cũng là sa di, anh ta thấy tôi viết bốn chữ đó rất là hoan hỉ, nên cứ đọc tới đọc lui bốn chữ đó. Tôi bèn nói với anh ta, tôi thấy sư huynh nghiệp lực như hải. Vừa nói xong thì anh ta nổi lửa vô minh, rất nóng giận, thậm chí muốn đánh tôi. Tôi bèn nói, sư huynh đừng có hấp tấp, tôi nói ra lời này thì nhất định sư huynh sẽ hoan hỉ, chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Tôi nói sư huynh nghiệp lực như hải, sư huynh chẳng những chẳng nóng giận mà còn phải cảm ơn tôi.
Anh ta nói, sư đệ nói tôi nghiệp lực như hà, tôi còn phải cảm ơn đệ à? Tôi nói, sư huynh biết nghiệp là gì không? Anh ta nói, nghiệp là con người tạo. Tôi nói, nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu tôi nói nghiệp thiện của sư huynh như hài, thì sư huynh nói sao đây? Anh ta nghe rồi, chẳng nói lời nào, bèn xin lỗi tôi. Bạn thấy có rượu trăng chỉ khác của chữ tôi. Chữ này tôi nói không rõ ràng thì anh ta đã nổi nóng lên. Tôi lại thêm chữ thành thiện nghiệp như hài. Anh ta hớn hở vui mừng, cho nên một chữ có thể làm cho người ta nóng giận, có thể làm cho người ta hoan hỉ. Lại có một lần nọ, tôi cầm một tập giấy. Vị sư huynh này rất nhiều chuyện, hỏi tôi tay cầm gì thế. Tôi nói, đây là tờ khế ước bán sư huynh. Anh ta nghe rồi lại nổi nóng, nói, sao sư đệ lại có thể bán tôi, sư đệ có quyền gì bán tôi? Tôi nói, đương nhiên tôi có quyền bán sư huynh, tôi bán sư huynh còn phải hoan hỉ nữa. Sư huynh không hoan hỉ thì tôi không bán, tôi có đặc quyền. Anh ta càng tức lên nói, sư đệ có đặc quyền gì chứ? Tôi nói, tôi bán sư huynh, có người mua sư huynh chắc chắn sẽ hoan hỉ. Anh ta nói, đâu có lý nào, sư đệ bán tôi, có người mua tôi còn hoan hỉ nữa là sao? Tôi nói, tôi bán sư huynh cho Đức Phật Thích Ca, vĩnh viễn là hòa thượng có được chăng? Anh ta nói, được, được, đây là lúc tôi còn trẻ, rất ham đùa nghịch. Bạn thấy câu chuyện này đó, tôi bán anh ta còn vui mừng. Đây cũng là diệu pháp, đừng cho rằng là nói đùa. Bây giờ nói chút xíu về cảnh giới ma. Nếu như bạn không biết thì ma chẳng đến tìm bạn, một khi bạn biết thì ma chướng sẽ đến tìm bạn. Tại sao vậy? Vì khi lúc chúng ta không tu hành thì là người nghèo, ma cũng giống như kẻ trộm. Kẻ trộm thì chẳng trộm cắp của người nghèo, vì biết họ vốn chẳng có đồ vật gì để lấy. Khi bạn tu đạo thì giống như người phát tài, kẻ trộm sẽ đến trộm cắp tài sản của bạn. Cho nên tu đạo thì có ma. Do đó có câu, ma là mài giũa chân đạo mới có ma, càng mài thì càng sáng thì càng mài. Mài được như trăng buổi thu, trong không chiếu sáng quần ma chiếu đến bỏ chạy hết, bèn xuất hiện bổn lai Phật. Bạn tu đạo có chút thành tâm thì ma sẽ đến mài giũa bạn, tức cũng là khảo nghiệm bạn. Vì bạn dụng công một cách chân thành thì càng có ma tới khảo nghiệm bạn. Bạn càng thọ ma thì sẽ hiện ra quang minh của bạn. Khi quang minh của bạn sáng ngời thì càng phải mài giũa thêm một chút. Ma khảo nghiệm bạn, khảo nghiệm như ánh trăng sáng trong hư không, ở trong hư không chiếu quần ma. Đây là nói bạn có trí huệ chân chánh thì sẽ chiếu quần ma, làm cho tất cả ma đều biết được. Quần ma chiếu đến đều bỏ chạy, biểu thị trí huệ quang minh của bạn chiếu đến, làm cho ma bỏ chạy trốn. Lúc đó bổn lai Phật sẽ xuất hiện. Khi tu đạo có sự thành tựu thì sẽ gặp ma chướng. Nói về chữ giới, bổn lai chẳng nghĩ tới sự phạm giới. Nhưng mà phạm giới, bổn lai chẳng nghĩ tới sự sát sinh. Trong vô hình thì sát sinh. Bổn lai chẳng nghĩ đến trộm cắp, bất tri bất giác thì phạm giới. Bổn lai chẳng nghĩ đến tà dâm, cũng bất tri bất giác thì phạm giới. Bất tri bất giác thì hồ đồ, lúc đó vô minh hiện tiền. Sau đó gì cũng đều quên hết. Quên luôn là đã thọ giới trai trường, kết quả lại phá trai phá giới. Vốn chẳng nghĩ tới sự nói dối, khi vô minh hiện ra thì nói dối. Bổn lai chẳng nghĩ tới uống rượu, khi vô minh nổi lên thì lại uống rượu. Đây là vô minh che lấp trí huệ, chẳng có trí huệ cho nên phạm giới. Lại như ngồi thiền, khi có một chút định lực thì sinh ra một chút trí huệ, bèn muốn đoạn tâm dâm dục. Khi bạn không nghĩ tới đoạn tâm dâm dục thì chẳng có việc gì, nhưng khi bạn nghĩ đoạn tâm dâm dục thì con ma dâm dục sẽ đến. Hoặc khi lúc bạn ngủ thì nó biến hóa ra đủ thứ con gái đẹp, bạn thích cái gì thì nó sẽ hiện ra cái đó để dẫn dụ bạn. Đối với người nữ thì nó sẽ hiện ra đủ thứ người nam đẹp trai để mê hoặc, cũng khảo nghiệm bạn ở trong mộng. Lúc đó bạn không giữ vững thì sẽ phạm giới ở trong mộng, chẳng còn định lực, cũng chẳng còn trí huệ. Hoặc chẳng phải ở trong mộng, lúc bình thường nếu bạn không có định lực, chẳng có trí huệ thì ma chẳng hiện tiền. Khi bạn muốn phát tâm tu hành thì cảnh giới ma chướng sẽ phát hiện. Hoặc bạn sẽ gặp bạn bè khác giới, bất tri bất giác sẽ phạm giới. Phạm giới thì chẳng còn định lực, chẳng còn định lực thì ngu si, chẳng còn huệ lực. Đó tức là vô minh đến che lấp đi trí huệ của bạn để cho bạn phá giới. Còn có lúc đang ngồi thiền thì cũng sẽ phát sinh ma chướng, hoặc nhìn thấy đủ thứ cảnh giới, hoặc cảm thấy mình có thần thông, hoặc cảm thấy thân thể của mình giống như hư không, lớn như hư không, 50 ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm, đủ thứ cảnh giới đều hiện tiền, đây đều là cảnh giới ma. Trước kia có một vị lão tu hành, khi tham thiền đà tọa lúc sắp nhập định thì nhìn thấy một cảnh giới gì? Ông ta nhìn thấy có một tảng đá lớn treo lơ lửng trên đầu ông ta, trên sợi dây thừng có mấy con chuột đang cắn sợi dây thừng.
sợi dây thừng mà đứt thì tảng đá lớn sẽ đè ông ta chết. Ông ta nhìn thấy cảnh giới này, tâm bèn nghĩ, nếu tảng đá đè tôi chết, tôi cũng không mảng tới, dù có chết cũng phải ngồi thiền ở đây. Kết quả ông ta nhập định rồi, tảng đá cũng không đè chết ông ta. Nếu ông ta sợ thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp thành đạo thì Ma Vương Ba Tuần hoảng sợ nói, hiện tại Cù Đàm sắp thành Phật, tôi phải làm cho ông ta đừng thành Phật. Mà vừa nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cách nào. Trong lúc buồn rầu lo lắng không tìm ra cách nào thì ma nữ hỏi, cha tại sao cha buồn rầu như thế? Mà vương đáp, hiện tại Cù Đàm sắp sửa thành Phật rồi, ông ta mà thành Phật thì quyến thuộc của chúng ta sẽ không còn thế lực nữa, cho nên bây giờ cha đang tìm cách làm cho ông ta đừng thành Phật. Mà nữ nói, thì ra là thế, chúng con có thể đi nhiễu loạn đạo tâm của ông ta. Mà nữ bèn biến hóa ra rất là xinh đẹp, dùng thủ đoạn để dẫn dụ Đức Phật, khiến cho Đức Phật sinh tâm dâm dục. Nhưng Đức Phật đối với cảnh giới này như như bất động. Đức Phật bèn quán tưởng như vậy, đừng có cho rằng các ngươi rất đẹp, khi về già thì tóc bạc răng rụng, da nhăn rất là xấu xí. Quán tưởng như vậy xong thì lập tức ma nữ nhìn thấy mình biến thành bà già, mắt nhìn cũng nhìn không thấy rõ, tai nghe cũng nghe không thấy rõ, bèn sinh tâm sám hối rồi bỏ chạy. Cảnh giới ma rất nhiều, nhưng chúng ta người tu đạo chớ bị cảnh giới ma làm dao động. Nếu không bị dao động thì có định lực thì không tán loạn. Thiền định chẳng tán loạn thì sẽ chẳng nhập vào cảnh giới ma. Thế gian đạo dù ở tại thế gian mà có thể ra khỏi thế gian, tức là không chấp trước. Lìa khỏi sự chấp trước thì đã được giải thoát. Thế nào gọi là không chấp trước? Tức là thân tại trần mà tâm xuất trần, và ở trong giếng mà chẳng nhiễm trần. Tuy con người ở tại thế gian mà tâm vượt khỏi trần thế, giống như hoa ở trong giếng mà chẳng nhiễm trần, chẳng chấp trước vào bụi trần dơ bẩn. Giống như hoa sen vậy, hoa sen mọc lên từ trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, gốc thì ở trong bùn lầy nhưng hoa thì ở trên mặt nước, để gọi là mọc trong bùn mà không nhiễm. Chúng ta đừng chấp trước tất cả pháp trên thế gian, giống như hoa sen chẳng thấm nước, chẳng nhiễm bụi trần, cũng giống như mặt trời mặt trăng ở trong hư không vận hành không ngừng, cũng không chấp trước. Đều trừ tất cả khổ đường ác, đồng cho tất cả chúng sinh vui. Như vậy trải qua kiếp bụi cõi, lợi ích mười phương luôn vô tận. Hoàn toàn đoạn trừ tất cả khổ trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh sự an vui. Làm như vậy trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi cõi nước, con lợi ích tất cả chúng sinh mười phương luôn luôn không cùng tận. Con thường tùy thuận các chúng sinh hết thuở vị lai tất cả kiếp, luôn tu hạnh phổ hiền rộng lớn, viên mãn vô thượng đại bồ đề. Con thường tùy thuận tất cả chúng sinh để tu học 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai tất cả kiếp, nguyện lực của con không cùng tận. Con luôn luôn tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn, khiến cho vô thượng đại bồ đề căn lành thật viên mãn. Hết thảy người đồng hành với con, tất cả mọi nơi cùng tập hội, thân miệng ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh nguyện đồng tu học. Hết thảy người tu hành 10 đại nguyện vương Bồ Tát Phổ Hiền đồng hành với con, bất cứ ở đâu đều tụ hội lại với nhau, thân biện ý ba nghiệp đều như nhau, tất cả hạnh nguyện tu hành cũng đồng tu học với nhau. Thiện tri thức lợi ích cho con, vì con chỉ 7 hạnh phổ hiền, thượng nguyện với con đồng tụ hội, nơi con thường sinh tâm hoan hỷ. Hết thảy thiện tri thức lợi ích cho con, dạy con tu hành hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, người có duyên mới tụ hội với nhau. Người chẳng có duyên muốn tụ hội lại với nhau cũng không thể được. Cho nên những người thường thường hay tụ hội lại với nhau đều là những người đời đời kiếp kiếp có nguyện lực này. Hỗ tương tụ đạo với nhau, tu hành dụng công, đồng ở trong một pháp hội. Đối với con thường thường sinh ra tâm hoan hỷ giữa người với người, nếu gặp người không có duyên, dù bạn đối tốt với họ, họ cũng không cảm thấy tốt. Còn người có duyên dù bạn mắng chửi họ, đánh họ, họ cũng đều sinh tâm hoan hỷ, cho nên giữa người với người có sự quan hệ vi diệu. Nguyện thường thấy được các Như Lai cùng các Phật tử chúng vây quanh đều cúng dường chư Phật rộng lớn, hết kiếp vị lai không nhàn mỏi. Còn phát nguyện luôn luôn gặp được tất cả chư Phật, đi đến cõi nước mười phương gần gũi tất cả chư Phật và tất cả đệ tử của Phật đại chúng với nhau, để vây quanh khen gọi cúng dường Phật, tất cả chúng sinh để phát khởi tâm cúng dường rộng lớn, cúng dường tất cả chư Phật, tất cả đệ tử Phật. Còn cúng dường rộng lớn như vậy, dù hết kiếp thuở vị lai cũng không khi nào nhàn mỏi. Nguyện trì chư Phật vi diệu pháp, quang hiển tất cả hạnh bồ đề, rốt ráo thanh tịnh đạo phổ hiền, hết kiếp vị lai thường tu tập. Còn lại phát nguyện thọ trì pháp môn thâm sâu vi diệu của tất cả chư Phật mười phương ba đời, do đó có câu: pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trong ngàn vạn kiếp khó gặp được,
con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đừng cho rằng Phật Pháp dễ hiểu được, chẳng những Phật Pháp không dễ hiểu được, dù có gặp được Phật Pháp cũng rất khó gặp được. Do đó có câu, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Thân người khó được, đã được thân người rồi, Phật Pháp khó nghe, chúng ta đã được nghe Phật Pháp. Thiện tri thức khó gặp, chúng ta phải tìm thiện tri thức. Con nguyện y chiếu theo pháp môn vi diệu của chư Phật mà tu hành, còn phải xỉn dương Phật giáo, phải khiến cho đạo Bồ Đề phóng quang hiện hiện ở trong vũ trụ, đắc được cảnh giới niết bàn rốt ráo thanh tịnh, viên mãn môn đại đạo Bồ Đề của Bồ Tát Phổ Hiền, hết kiếp thuở vị lai, còn luôn luôn tu tập tất cả hạnh Phổ Hiền, còn ở trong tất cả các cõi, tu tập phước trí luôn vô tận, định huệ phương tiện và giải thoát, được các công đức tạm vô tận, còn ở trong tam giới tất cả các cõi, tu tập phước đức và trí huệ, vĩnh viễn không cùng tận. Muốn tu phước thì phải làm việc tốt, muốn tu trí huệ thì phải học nhiều Phật Pháp, làm nhiều công đức lành thì sẽ có phước. Hoằng dương nhiều Phật Pháp, chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa chúng sinh thì sẽ khai mở trí huệ. Như vậy phước cũng vô tận, trí huệ cũng vô tận, định lực viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, định huệ viên minh, phương tiện pháp môn, dùng pháp môn phương tiện khéo léo và pháp môn giải thoát, đắc được các công đức tạng vô cùng tận. Công đức đó không có cùng tận, rộng lớn như hư không, nhiều như pháp giới, hết thảy kiếp vị lai vô cùng vô tận. Trong một bụi có số bụi cõi, mỗi mỗi cõi có vô số Phật. Trong chúng hội nơi mỗi vị Phật, con thấy luôn nói hạnh Bồ Đề. Ở trong Phật Pháp, trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn. Một hạt bụi là nhỏ nhất, nhưng trong một hạt bụi lại hiện ra vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Tức cũng là trong mỗi hạt bụi của một thế giới, có thể là một cõi Phật. Trong mỗi cõi Phật đó lại có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, nhiều nhất số hạt bụi. Trong mỗi cõi nước chư Phật lại có chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn, không biết được số mục bao nhiêu. Ở chỗ mỗi vị Phật đều có một pháp hội, mà pháp hội đó đều là chư Phật Bồ Tát Thanh Văn La Hán cung kính vây quanh khen ngợi. Con nhìn thấy hết thảy Bồ Tát ở trong hải hội chư Phật, hết thảy người tu đạo đều tu hạnh Bồ Đề của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Khắp tận mười phương các biển cõi, mỗi đầu sợi lông biển ba đời, biển Phật cùng với biển cõi nước, con khắp tu hành trải biển kiếp. Trong biển cõi khắp cùng mười phương cõi nước chư Phật, tại sao gọi là biển? Vì biển nghĩa là số nhiều. Nói vô lượng vô biên, bạn không cách gì biết được số mục bao nhiêu. Nơi mỗi đầu sợi lông lại hiện ra mười phương ba đời tất cả chư Phật. Hết thảy chư Phật nhiều như biển cả, cõi nước cũng nhiều, không có số lượng. Thời gian con tu hành cũng vô lượng vô biên như biển cả, không thể dò lường được, không có bờ mé. Tất cả Như Lai lời thanh tịnh, một lời đủ các biển âm thanh, tùy các chúng sinh tiếng ưa thích, đều từ biển biện tài của Phật. Lời lẽ thuyết pháp của tất cả chư Phật, Như Lai, đều là lời lẽ thanh tịnh. Trong kinh Địa Tạng có nói, tiếng mây sấm lớn, tiếng sư tử hống lớn. Pháp của chư Phật nói trong một câu đầy đủ tất cả biển âm thanh đó cũng vô lượng vô biên như biển cả. Biển âm thanh của Phật là tùy thuận tâm hoan hỷ ưa thích của tất cả chúng sinh mà nói. Mỗi một thứ âm thanh vang ra từ trong vô lượng tam muội biện tài, đây gọi là biển biện tài. Phật nói pháp chỉ dùng một tiếng nói, nhưng tất cả các loài chúng sinh đều nghe hiểu được. Đây gọi là Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Cho nên Phật nói pháp là không thể nghĩ bàn. Ba đời tất cả các Như Lai, biển lời lẽ các ngài vô tận, luân chuyển diệu pháp luân lý thú, trí lực của con vào khắp được. Ba đời quá khứ, hiện tại vị Lai, nói là có ba đời. Nói về lý thì chỉ có một đời, nói về sự thì có ba đời. Về lý thì chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, cũng chẳng có vị Lai. Nghĩa là thế nào? Bạn nói đây là quá khứ, đây là đã quá khứ rồi. Bạn nói đây là hiện tại, nó lại quá khứ rồi. Bạn nói vị lai thì chưa đến, hà tất phải nói nó. Cho nên nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Nếu bạn minh bạch ba tâm bất khả đắc, thì ba đời chư Phật cũng tức là lý này. Cho nên ba đời là chữ bao quát, chỉ nói quá khứ, hiện tại thì bỏ sót. Nếu chỉ nói vị lai thì lại không bao quát quá khứ và hiện tại. Nói ba đời thì bao quát quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy tất cả các Như Lai, vô lượng vô biên Như Lai. Cũng có thể nói bạn đối với vị Như Lai nào thì tức là vị Như Lai đó. Biển lời lẽ của các ngài không cùng tận, vô lượng vô biên như biển cả, luôn luôn chuyển diệu pháp luân lý thú. Lý là đối sự nói lý, lý luận. Thú là thú nhập, là lý biểu hiện ra đạo lý. Như hiện tại giảng kinh thuyết pháp là đang nói đạo lý, tức là lý thú. Lý thú có sâu có cạn, có rộng có hẹp,
thường thường chuyển động bánh xe pháp lý thú vi diệu không thể nghĩ bàn. Còn có trí huệ bát nhã thâm sâu, có sự tu hành bát nhã thâm sâu, cho nên sức lực trí huệ thâm sâu này của con vào khắp được biển âm thanh của tất cả Như Lai. Con vào sâu được thuở vị lai hết tất cả kiếp làm một niệm, ba đời hết thầy tất cả kiếp làm khoảng một niệm con đều vào. Con cũng vào sâu được biển âm thanh thuở vị lai, sao gọi là hết tất cả kiếp làm một niệm, có thể dung nạp vạn kiếp làm một niệm, phóng một niệm làm vạn kiếp, tức cũng là tất cả kiếp cũng là một niệm cũng là tất cả kiếp. Đạo lý này rất dễ hiểu, bây giờ xin đưa ra một câu chuyện để nói rõ về đạo lý này. Tại Hàng Châu ở Trung Quốc có Tây Thiên Mục, có một ngọn núi tên là Đảo Quả Liên Hoa, hoa sen treo ngược, núi đó giống như hoa sen sinh ngược. Có một vị cao phong diệu thiền sư tu hành ở đó. Hàng Châu có núi Ngũ Thiên Mục là Đông Thiên Mục, Tây Thiên Mục, Nam Thiên Mục, Bắc Thiên Mục và Trung Thiên Mục. Tại sao gọi là Thiên Mục, mắt trời? Vì đỉnh núi có hai suối nước, giống như trên núi có hai con mắt cho nên gọi là núi Thiên Mục, núi mắt trời. Có rất nhiều người tu đạo tu hành ở đó. Cao Diệu Phong thiền sư thì tu đạo ở Tây Thiên Mục. Sao ngài lại chọn chỗ này tu hành? Vì mỗi khi ngài ngồi thiền thì hay ngủ gật, khi ngủ thì không nhập định được, đặc biệt hôn trầm rất nặng. Khi giảng giải tâm kinh thì có nói về 26 thứ phiền não, trong đó có một thứ phiền não gọi là hôn trầm. Tại sao hôn trầm là phiền não? Vì tu đạo khi hôn trầm thì không nhập định được, không nhập định được thì sinh ra tâm tán loạn. Cao Phong Diệu Thiền Sư, ngài nghĩ tìm một phương pháp để đối trị hôn trầm. Phương pháp gì? Ngài biết ở Tây Thiên Mục có thể ngồi thiền được, nếu mà hôn trầm ngủ gật thì sẽ rớt xuống vực thẳm. Vực thẳm sâu khoảng mấy ngàn trượng, nếu từ đỉnh núi mà rớt xuống thì sẽ tan xương nát thịt. Do đó ngài mới chọn chỗ này mà tu đạo, nếu ngài ngủ gật thì sẽ té chết. Ngài ngồi được một ngày không ngủ, hai ngày không ngủ, ba ngày không ngủ, đến ngày thứ tư thì buồn ngủ quá, không chịu được nữa nên đã rớt xuống vực thẳm. Nhưng rơi xuống nửa chừng thì chẳng rớt xuống nữa, có người nâng đỡ ngài lên. Ngài bèn hỏi, ai đã cứu tôi đó? Bồ Tát Vi Đà nói, hộ pháp Vi Đà. Ngài nghe nói là hộ pháp Vi Đà đã cứu ngài lên thì rất vui mừng, bèn sinh tâm kiêu ngạo hỏi hộ pháp Vi Đà rằng, lão Vi, trên thế gian người tu hành như ta được bao nhiêu người? Bồ Tát Vi Đà nói, người tu hành như ông thì nhiều như lông bò, ông thật là không hổ thẹn, trong 8 vạn đại kiếp ta cũng không hộ pháp cho nhà người nữa. Cao Phong Diệu Thiền Sư nghe Bồ Tát Vi Đà nói trong 8 vạn đại kiếp đều không hộ pháp cho ngài nữa, bèn khóc lóc rơi lệ, sinh tâm hổ thẹn nói, tôi thật chẳng phải là người tu đạo, Bồ Tát Vi Đà vừa mới đến hộ pháp thì tôi đã sinh ra tâm kiêu ngạo rồi, tự mình khóc lóc. Khóc rất lâu, đột nhiên ngài nghĩ, lúc trước mình tu đạo cũng không biết Bồ Tát Vi Đà đến hộ pháp cho mình cũng tu như vậy, mình cũng không ỷ lại Bồ Tát Vi Đà đến hộ pháp mình mới tu đạo. Bây giờ Bồ Tát Vi Đà không hộ pháp mình nữa, chẳng lẽ mình không tu đạo nữa chăng? Không, mình vẫn phải tu đạo như nhau. Ngài bèn phát tâm đến chỗ cũ ngồi thiền nữa, lần này thì tinh tấn hơn, dù có chết cũng phải tu đạo, tham thiền đà tọa, dù mất mạng cũng phải thành tựu đạo nghiệp. Do đó, ngài lại ngồi liên tục mấy ngày, ngồi vững được mấy ngày thì lại buồn ngủ quá, lại rớt xuống vực thẳm. Khi rớt xuống nửa chừng thì lại có người nâng đỡ ngài lên. Ngài hỏi, lần này ai đến hộ pháp vậy? Người hộ trì nói, Vi Đà. Cao Phong Diệu Thiền Sư bèn hỏi, lão Vi, ngài cũng nói dối ư, ngài nói trong 8 vạn đại kiếp không đến hộ pháp cho tôi mà, tại sao lại đến cứu tôi nữa vậy? Bồ Tát Vi Đà nói, không phải, ta đã thực hiện lời nói đối với nhà ngươi sinh tâm cống cao, ta nói không đến hộ pháp cho nhà ngươi, sau đó nhà ngươi lại sinh tâm hổ thẹn, sự hổ thẹn này của nhà ngươi đã trải qua 8 vạn đại kiếp rồi, cho nên ta lại đến hộ pháp cho nhà ngươi. Từ câu chuyện này có thể biết tất cả kiếp là một niệm, Cao Phong Diệu Thiền Sư một niệm sám hối đã vượt qua 8 vạn đại kiếp, cho nên hết tất cả kiếp là một niệm cũng là đạo lý này. Ba đời hết thầy tất cả kiếp, đời quá khứ, tất cả kiếp đời hiện tại, tất cả kiếp đời vị lai, hết thảy tất cả kiếp. Ở trong một niệm, con đều có thể đến 10 phương ba đời tất cả kiếp, con đi vào trong đó. Con nơi một niệm thấy ba đời, hết thảy tất cả các đức Phật, cũng thường vào trong cảnh giới Phật như huyễn giải thoát và oai lực. Lại trong khoảng một niệm có thể thấy được hết tất cả chư Phật, người phương ba đời, hết thảy tất cả chư Phật cũng thường vào trong cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, tức cũng là cảnh giới một niệm vạn kiếp một niệm. Một số người không có trí huệ, không có căn lành thì không tin cảnh giới này, vì trí huệ của họ không đạt đến được cảnh giới này. Vào cảnh giới của Phật, tức cũng là cảnh giới tam muội như huyễn, tam muội giải thoát, tất cả đều đắc được giải thoát, tất cả đều là như huyễn như hóa.
Du hí thần thông tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh, đây là cảnh giới của Phật, cảnh giới của Bồ Tát, tóm lại là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tam muội như huyễn, bạn nói nó là thật, nó lại như huyễn. Bạn nói nó là giả, nó lại có hình ảnh thật. Tất cả đều đắc được giải thoát và sức thần thông đại oai đức. Nơi một đầu lông trong hạt bụi xuất hiện cõi trang nghiêm ba đời, mười phương bụi cõi các đầu lông, con đều vào sâu mà nghiêm tịnh. Ở nơi một đầu sợi lông trong hạt bụi xuất hiện cõi nước trang nghiêm của chư Phật ba đời. Do đó có câu, nơi một đầu lông hiện cõi bảo vương ngồi trong hạt bụi truyền đại pháp luân. Tức là cảnh giới này, mười phương hạt bụi cõi nước cũng hiện ra nơi đầu sợi lông, con đều ở tại cõi bảo vương nơi đầu sợi lông. Trong mỗi hạt bụi chuyển đại pháp luân, con dùng sức 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền mà vào sâu trong cảnh giới này. Hết thảy vị lai tất cả Phật thành đạo chuyển pháp ngộ quần sinh, Phật sự rốt ráo vào niết bàn, con đều đi đến mà gần gũi. Hết thảy vị lai tất cả chư Phật thành đạo, chư Phật chuyển pháp luân, giáo hóa tất cả hữu tình chúng sinh, làm các Phật sự rốt ráo hết rồi thì hiện vào niết bàn. Khi mỗi vị Phật vào niết bàn thì con đều đi đến đạo tràng mà gần gũi chư Phật. Sức thần thông mau chóng đồng khắp, sức đại thừa vào khắp phổ môn, trí hạnh khắp tu, sức công đức, sức đại từ oai thần che khắp, con sẽ rất mau chóng viên mãn nguyện được tất cả thần thông. Dùng phổ môn thị hiện hạnh nguyện này, sức lực vào khắp trong tất cả biển giáo lý đại thừa, còn có sức trí huệ và thực hành sầu bát nhã, khắp tu tất cả công đức, còn có đại oai đức, đại từ bi, nguyện được che khắp tất cả chúng sinh. Sức thắng phước khắp tịnh trang nghiêm, sức trí huệ không chấp không nương, định huệ phương tiện các oai lực, sức bổ đề khắp hay tích tập. Sức thắng phước này, thanh tịnh trang nghiêm khắp cùng, thắng phước đức là đặc biệt thủ thắng. Thứ phước này chẳng phải người bình thường có được, đây là phước vượt qua ba cõi, cũng là phước đức của Phật Bồ Tát tu. Tại sao chỉ có Bồ Tát mới có sức phước thắng thanh tịnh khắp cùng này? Vì ngoại trừ Phật ra thì Bồ Tát mới có sức phước thắng thanh tịnh khắp cùng này, mới có sự trang nghiêm này. Thân của Phật gọi là phước huệ nhị nghiêm thân, thân của Bồ Tát cũng là phước huệ nhị nghiêm thân. Dùng phước và huệ để trang nghiêm thân của Ngài, thứ phước và huệ này đều do ở trong vô lượng kiếp tu đủ thứ căn lành, làm đủ thứ việc lành, mới có thứ phước thắng này để trang nghiêm. Phước đức thủ thắng, trí huệ cũng thủ thắng. Trí huệ gì là thủ thắng? Thứ trí huệ này là trí huệ không chấp trước, tức cũng là không chỗ nương. Trí huệ của chúng ta, một số người đều có sự chấp trước, thấy cảnh giới gì thì chấp vào cảnh giới đó, cho nên không thể đắc được giải thoát. Thứ trí huệ giải thoát này là trí huệ chân chánh rõ ràng. Nếu có sự chấp trước thì đó là trí huệ. Trí nhỏ, huệ nhỏ thuộc về thế trí biện thông. Định huệ phải song hành đi đôi với nhau. Chẳng có định lực thì không thể sinh ra huệ lực, chẳng có huệ lực thì chẳng thể sinh ra định lực. Có đại trí huệ mới có định lực. Định lực sinh ra như thế nào? Là do giới lực mà ra. Chẳng giữ giới thì chẳng có định lực, chẳng có định lực thì chẳng có huệ lực, cũng chẳng có giới lực. Người có trí huệ mới giữ giới được. Con người vì vô minh quá nặng cho nên chẳng có trí huệ. Chẳng có trí huệ thì phạm giới, còn cho rằng chẳng phạm giới, còn cho rằng vẫn giữ giới. Đây tức là quá ngu si, là chẳng phạm mà phạm. Nói về định huệ phương tiện, pháp phương tiện thì pháp không có nhất định, tức cũng là quán căn cơ mà thí giáo vì người thuyết pháp. Do đó có câu, vì người thí giáo theo bệnh cho thuốc, và còn có sức thần thông oai đức, hết thảy tất cả đều nhờ tích tập mà thành. Cũng là từ ít thành nhiều, nhỏ thành lớn, từ gần mà xa, từ cạn vào sâu. Bồ đề cũng do từng chút tu thành, chẳng phải một ngày mà thành công. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong ba đại A Tăng kỳ tu phước tu huệ, tức cũng là tích tụ bồ đề. Trong kiếp trồng tướng tốt, tức cũng là tích tụ bồ đề. Thế nào gọi là tích tụ bồ đề? Như các vị học Phật Pháp, từ năm rồi bắt đầu, tức là học bồ đề tức cũng là tích bồ đề. Tích bồ đề tức cũng là tập bồ đề. Trong tập, một khi khởi, một khi bạn bắt đầu học bồ đề cho đến hiện tại thì bồ đề của bạn ngày càng nhiều so với mỗi ngày. Bạn hiểu Phật Pháp cũng mỗi ngày nhiều hơn so với mỗi ngày. Khi bạn bắt đầu học Phật Pháp, tôi giảng cái gì bạn đều nghe không hiểu. Khi nghe qua một lần thì hiểu một chút, đây gọi là tích tập bồ đề. Lại nghe lâu một chút thì bạn đều minh bạch tôi giảng. Tại sao bạn đều minh bạch? Vì bạn đã tích tập bồ đề, đã minh bạch Phật Pháp. Nhưng tích tập bồ đề phải có sức lực, có tâm hằng viễn. Chẳng phải hôm nay bạn tích tập, ngày mai thì không tích tập nữa. Hôm nay bạn học, ngày mai bạn không học, không học thì mất đi. Học Phật Pháp tức là tích tập bồ đề. Bạn không học Phật Pháp thì bồ đề sẽ mất đi.
Bồ đề là giác, bạn mất đi bồ đề thì không giác, không giác ngộ mình sai lầm, không giác ngộ làm thời gian trôi qua lãng phí, chẳng học Phật pháp, chạy đi các nơi thì càng ngu si, người ngu si thì không thể tích tập bồ đề, tích tập bồ đề phải có sức định huệ, có sức thần thông, sau đó mới có sức tích tập bồ đề. Sức bồ đề tức là sức giác. Giác ngộ là việc không minh bạch mà minh bạch, vốn chẳng hiểu Phật pháp, bây giờ nghe rồi liền minh bạch, thậm chí không nghe đều giác đạo. Minh bạch tu giới lực rất quan trọng, thì nhất định phải giữ giới lực. Nếu tùy tiện đi uống rượu chẳng giữ giới lực thì đều gọi là chẳng tích tập bồ đề. Thành tịnh tất cả nghiệp thiện lực, diệt trừ tất cả phiền não lực, hàng phục tất cả các ma lực, viên mãn các hạnh lực phổ hiển. Chúng ta làm việc thiện nhỏ tại sao không thể thành Phật? Vì thiện ác lẫn lộn. Làm chút việc thiện thì lại xen vào chút việc ác, làm chút việc ác thì lại xen vào chút việc thiện. Như bạn trợ giúp người nghèo, giúp họ xong rồi lại nghĩ tới lợi dụng họ, kêu họ giúp bạn làm việc, cũng chẳng cho họ tiền, mà người đó vì lúc trước bạn đối tốt với họ, họ lại chẳng nỡ nào xin tiền của bạn. Làm bất cứ việc thiện gì, nếu mà có tâm ích kỷ, có xí đồ, có sự hy vọng muốn được quả báo tốt, thì trong những nghiệp thiện của bạn làm có sự không thành tịnh, tức là trong nghiệp thiện xen lẫn nghiệp ác. Cho nên chúng ta làm một sự việc gì mà hy vọng người khác trợ giúp mình lại, đó tức là tâm ích kỷ. Tại sao trợ giúp người rồi lại hy vọng họ sinh hảo cảm đối với mình? Bây giờ bạn giúp đỡ người, hy vọng người đó cảm kích bạn, cảm ơn bạn, tương lai giúp đỡ bạn lại. Đây chẳng phải là một thứ tâm tham chăng? Đây cũng chẳng phải là người giúp đỡ chân chánh. Người giúp đỡ chân chánh thì thi ân bất cầu báo, cho người không hối tiếc. Đối với bất cứ người nào có lợi ích, đừng cầu báo đáp. Nếu như họ có tâm báo đáp thì đó là việc của họ. Nếu bạn có sự hy vọng này thì tức là tâm tham, tâm phan duyên. Giống như có những người làm việc thiện cúng dường tam bảo, đem bất cứ vật gì lên chùa đều muốn quảng cáo trên báo chí, lan truyền khắp nơi, muốn cho mọi người đều biết họ là đại hộ pháp. Đây chẳng phải là chân thiện. Do đó có câu, việc thiện muốn người biết chẳng phải là chân thiện, việc ác sợ người biết tức là đại ác. Bạn làm việc thiện muốn cho mọi người biết, đó chẳng phải là chân thiện, vì có sự tham đồ háo danh tức là giả thiện. Nhưng dù là giả vẫn tốt hơn là không làm, giả cũng sẽ từ từ biến thành thật. Làm việc ác mà sợ người biết tức là đại ác. Cho nên là việc thiện muốn mọi người biết là nghiệp thiện chẳng thanh tịnh. Có người hỏi, vậy có phải chúng ta phải lén lút đi làm việc thiện chăng? Đây cũng không cần thiết. Bạn không muốn người khác biết cũng đừng nghĩ không muốn người khác biết. Nếu bạn nhất định muốn lén lút không để cho người khác biết, đó cũng là háo danh, háo cái danh không kêu người khác biết. Cho nên hành đạo là tại chỗ này. Nếu bạn hành sở vô sự, làm mà giống như không làm, làm việc thiện kêu người ta biết là háo danh, làm việc thiện chẳng kêu người ta biết cũng là háo danh, háo cái danh không muốn người biết. Khó là khó chỗ này. Làm việc thiện kêu người biết là chấp trước, làm việc thiện không kêu người biết cũng là chấp trước. Phải hành sở vô sự, đừng chấp trước, làm việc mà giống như không làm, tất nhiên không làm, thì sao còn có tâm háo danh và tâm chẳng háo danh? Chẳng có, đây gọi là nghiệp thiện thanh tịnh. Thanh tịnh tất cả nghiệp thiện lực, sức lực này đặc biệt lớn, diệt trừ tất cả lực phiền não, hàng phục tiêu diệt phiền não của bạn. Đây là sự khó khăn nhất. Con người làm gì cũng được, nhưng đừng còn phiền não là một việc khó khăn nhất. Phiền não vô tận vì nó chẳng cùng tận, cho nên nó khó nhất. Trong tứ hoằng thệ nguyện có nói, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn tức là tiêu diệt tức cũng là đoạn, đoạn tất cả phiền não, đoạn ở đâu, đoạn chỗ nào, làm thế nào để đoạn, tại diệt như thế nào, không sinh thì diệt rồi. Có sinh thì có diệt thì có sinh không diệt thì chẳng có phiền não. Đây tức là hàng phục tất cả phiền não lực. Bạn có thể phát nguyện, phiền não thệ nguyện không đoạn, vậy không đoạn thì để nó lại làm gì? Để nó lại lợi ích rất lớn. Nếu bạn đoạn phiền não thì bồ đề cũng đoạn luôn. Vì phiền não tức bồ đề, phiền não không cần đoạn, chỉ cần biến, biến như thế nào. Có câu rằng, động tức biến, biến tức hóa, chỉ thiên hạ trí thành là năng hóa. Cho nên phiền não phải hóa, quan trọng là tại chỗ này. Cho nên phiền não phải biến, đừng có đoạn. Nếu đoạn thì đoạn luôn bồ đề. Vậy phải hóa như thế nào? Đương nhiên là có phương pháp. Hiện tại khoa học tiến bộ, hóa học hiển minh, cho nên phiền não trước kia là đoạn, hiện tại dùng hóa. Phiền não là băng, bồ đề là nước. Nếu bạn đem cục băng đập nát ra để qua một bên, đây là đoạn, nhưng bồ đề cũng chẳng có. Nếu bạn dùng ánh sáng mặt trời chiếu vào băng thì băng sẽ tan thành nước, nước tức là bồ đề. Cho nên nói phiền não tức bồ đề cũng là đạo lý này. Phiền não hóa rồi sẽ biến thành nước,
biến thành Phật tánh vốn có, đó tức là Bồ Đề, đó tức là giác đạo. Đây là đạo lý rất dễ hiểu. Tôi thường thường hay nói với các vị, bất quá các vị đều không chú ý nghe, cho nên dùng không được. Nếu bạn dùng một cục băng lớn pha người ta, thì người ta sẽ dễ bể đầu chảy máu, lập tức đi gặp vua Diêm Vương. Nếu bạn để cục băng chảy tan thành nước, bạn dùng nước tát lên người ta, dù có tát lên bao nhiêu lần cũng không làm chết người ta. Do đó chứng minh, nếu bạn dùng tâm Bồ Đề giáo hóa chúng sinh thì chúng sinh sẽ hoan hỷ. Còn nếu bạn dùng phiền não giáo hóa chúng sinh thì chúng sinh thà chết chứ không tiếp thọ sự giáo hóa của bạn. Cùng một vật băng biến thành nước mà thôi, cho nên chúng ta phải biến phiền não, đừng có đoạn phiền não đoạn rồi thì Bồ Đề cũng không còn. Cho nên phiền não là từ Bồ Đề mà ra, nhưng phải biến thành nước, cho nên nói băng là nước, nước là băng. Bởi vậy cho nên phiền não tức Bồ Đề, bạn dùng được tức là Bồ Đề, không dùng được tức là phiền não. Khi dùng được thì diệu không thể tả, khi dùng không dùng được thì thô không thể tả. Hàng phục tất cả các ma lực, hàng phục là khiến cho nó không còn nhiễu loạn sự tu đạo, mà còn biến thành hộ pháp, có đủ thứ hàng phục. Hoặc dùng thần thông của mình để hàng phục tất cả các ma, hoặc dùng đạo lực của mình để hàng phục các ma, hoặc dùng đức hạnh của mình để hàng phục các ma, hoặc dùng định lực của mình để hàng phục các ma, hoặc dùng huệ lực của mình để hàng phục các ma, hoặc dùng giới lực của mình để hàng phục các ma. Cho nên hàng phục các ma có rất nhiều cách. Mà các ma cũng chẳng phải một thứ, có thiên ma trên trời, có địa ma ở trên đất, có ma người ở nhân gian, có quỷ ma ở trong quỷ quái, có quỷ lị mị vọng lượng ở trong lị mị vọng lượng, còn có cảnh ma, ma cảnh giới, ma bệnh, ma tâm mình, ma bên ngoài, tất cả thiên ma, địa ma, thần ma, ma người và ma lị mị vọng lượng đều dễ dàng điều phục. Chỉ có ma tâm mình không dễ gì điều phục, ma tâm mình lúc nào cũng đều ở trong tâm của bạn, khiến cho bạn chẳng giữ quỷ cụ, cho nên khó hàng phục, nhất là ma tâm mình. Nếu lực chỉ giới kiên cố, có giới lực chân chánh thì tất cả ma vương cũng không có pháp luật gì có thể nào làm dao động giới lực của bạn được. Nếu bạn có định lực cũng sẽ hàng phục được tất cả các ma. Do đó có câu Thái Sơn đổ trước mặt mà không sợ, mỹ nữ ở trước mắt mà chẳng động. Thái Sơn sập đổ ở trước mặt bạn mà bạn cũng không sinh tâm sợ hãi. Còn người dễ phạm ma dâm dục nhất, bất cứ người nam người nữ, đối với ma dâm dục đến rồi thì không dễ gì đứng vững được. Thứ ma dâm dục này hoặc giả nhờ một số người đến dụ bạn, hoặc hiện ra thân biến hóa để dụ bạn, hoặc ở trong mộng mị để dụ bạn. Biến hóa than hoặc giả nhờ một số người đến dụ bạn, bạn đều bất động. Nó sẽ ở trong mộng đến dụ bạn để muốn đắc được bảo bối của bạn, cho nên ở trong mộng biến thành người rất đẹp để dẫn dụ bạn. Nếu lúc đó bạn không có định lực thì sẽ bị ma quỷ dâm dục này nhiễu loạn. Ma dâm dục này đối với người nam thì nó hiện ra thân người nữ, gặp người nữ thì nó hiện ra thân người nam. Nó hay hiện ra thân hình rất đẹp, hoặc hiện ra người mà bạn ngày thường thích nhất, như vậy sẽ bị cảnh giới ma chuyển. Nếu có định lực thì sẽ không bị cảnh giới ma làm dao động. Tóm lại, ma có đủ thứ ma, phương pháp hàng phục ma cũng có nhiều phương pháp. Nếu có sức lực trí huệ thì cũng có thể hàng phục các ma. Dùng trí huệ kiếm báu chém trừ tất cả ma vương. Người bị ma làm dao động đều là người ngu si, chẳng có trí huệ. Ma là ma la, dịch ra là kẻ giết. Chuyên môn phá hoại đạo nghiệp của người tu đạo, hàng phục các ma. Có khi dùng sức lực của chú để hàng phục các ma, chỉ chú viên mãn có thể hàng phục các ma, tụng kinh thuận thục cũng có thể hàng phục các ma, lại kinh, lại có được sự cảm ứng cũng có thể hàng phục được các ma. Phương pháp hàng phục các ma rất nhiều, vì ma vương có rất nhiều loại, cho nên phương pháp hàng phục các ma cũng nhiều, xem bạn lúc lâm thời có dùng được hay không mà thôi. Chỉ chú Lăng Nghiêm có 5 hội, 5 đệ, 5 hội này lại phân ra làm 5 bộ, chính giữa Phật Tỷ Lô Giá Na làm bộ chủ, tức cũng là Phật Thích Ca, phương Đông là Kim Cang Bộ, Phật A Xúc làm bộ chủ, phương Nam là Bảo Sinh Bộ, Phật Bảo Sinh làm bộ chủ, phương Tây là Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà làm bộ chủ, phương Bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu làm bộ chủ. 5 phương 5 bộ này có 5 thứ pháp. 1. Pháp tiêu tai, tức là tiêu diệt tất cả tai nạn. 2. Pháp tăng ích, tụng chú này sẽ trợ giúp bạn làm tăng thêm đạo tâm của bạn, tăng thêm trí huệ của bạn, tất cả đều có ích đối với bạn. 3. Pháp hàng phục, dùng sức đại thần thông của chú để hàng phục, khiến cho bạn giữ quy củ. 4. Pháp cầu triệu, bất cứ ma cách xa bao nhiêu ngàn dặm, vạn dặm, trăm ngàn vạn vạn dặm, thậm chí ở những thế giới khác, ở hành tinh khác, một khi bạn tụng chú này thì có thể cầu triệu chúng lại, chúng không lại cũng không được.
năm pháp thành tựu. Bất cứ sự việc gì một khi tụng chú này thì đều sẽ thành tựu. Trong chú bao quát năm thứ sức lực này, chú Lăng Nghiêm diệu không thể tả, có những cảnh giới không thể nghĩ bàn, đây gọi là hàng phục tất cả các ma lực. Viên mãn các hạnh lực phổ hiển, hạnh lực của Bồ Tát phổ hiển rất rộng lớn, hạnh lực của ngài tu là bậc nhất, ngài trụ ở núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, tại Trung Quốc là một trong tứ đại danh sơn, có những người tu đạo đến Tứ Xuyên để lễ bái núi Nga Mi, thường thường nhìn thấy có kim quang, núi rất cao, khoảng hơn 100 dặm, núi khó lên nhưng vẫn có rất nhiều người không sợ gian nan khó khăn, vẫn lên núi du ngoạn lễ bái Bồ Tát phổ hiển. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Phổ Hiển đã từng phát nguyện, nếu có ai đến núi Nga Mi lễ lại, ngài đều trợ giúp cho những người đó thành tựu đạo nghiệp. Cho nên có rất nhiều người tu đạo đến lễ bái Bồ Tát Phổ Hiển. Viên mãn tất cả các hạnh lực Bồ Tát Phổ Hiển, hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiển không dễ gì viên mãn. Như ở trước phát 10 đại nguyện vương, mỗi nguyện đều phải tu được viên mãn. Tu đến hư không chẳng còn nữa, chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não của chúng sinh cũng chẳng còn nữa. Nguyện lực của ngài vẫn không cùng tận. Khắp hay nghiêm tịnh các biển cõi, giải thoát tất cả biển chúng sinh, khéo hay phân biệt biển các pháp, hay vào sâu được biển trí huệ. Khắp hay nghiêm tịnh các biển cõi, khắp hay trang nghiêm thanh tịnh hết thảy tất cả cõi nước chư Phật nhiều như biển cả, giải thoát tất cả biển chúng sinh. Hết thảy chúng sinh đều có sự chấp trước, vì có sự chấp trước nên không đắc được giải thoát, không giải thoát thì không thể nào được tự do thật sự. Tại sao không thể được tự do? Vì có sự chấp trước. Trước kia có vị tỳ kheo thỉnh một vị thiện tri thức khai thị. Vị tỳ kheo đó mặc y dài, quỳ gối chắp tay thưa hỏi vị thiện tri thức rằng: dùng phương pháp gì mới có thể đắc được giải thoát? Thiện tri thức đáp: ai trói nhà ngươi? Vị tỳ kheo nghĩ không có ai trói mình, là mình tự trói mình, do đó bèn phát nhiên khai ngộ đắc được giải thoát. Giải thoát một chúng sinh, hai chúng sinh thì dễ, nhưng muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát là một việc rất khó khăn. Bất quá tùy khó, nhưng nếu bạn đi làm thì cũng không khó. Khéo hay phân biệt biển các pháp. Các pháp là tam tạng 12 bộ tất cả kinh điển. Tam tạng là kinh, tất cả kinh điển, luật, giới luật, luận, luận học. 12 bộ là 1 trường hàng, 2 trùng tụng, 3 thọ ký, 4 cô khởi, 5 vô vấn tự thuyết, 6 nhân duyên, 7 ví dụ, 8 bổn sự, 9 bổn sanh, 10 phương quả, 11 vị tằng hữu, 12 luận nghị. 12 bộ lại phân ra tiểu thừa, đại thừa, Bồ Tát thừa, chuyên giác thừa, thành văn thừa, Phật thừa. Nếu bạn không biết thì sẽ không biết tu hạnh môn nào tốt. Hay vào sâu được biển trí huệ, nếu bạn phân biệt được biển các pháp thì sẽ vào sâu được các pháp. Vào sâu các pháp thì sẽ đắc được trí huệ vô lượng vô biên, trí huệ vô lượng vô biên như biển cả. Khắp hay thanh tịnh biển các hạnh, viên mãn tất cả biển các nguyện, gần gũi cúng dường biển chư Phật, tu hành không mỏi trải biển kiếp. Khắp hay thành tịnh biển các hạnh, tất cả hạnh môn tu hành như biển cả, khi tu đạo thì phải thuần nhất không tạp, chuyên nhất tu hành hạnh môn thanh tịnh, không thể trong hạnh môn thanh tịnh có chút pháp nhiễm ô tồn tại, cho nên gọi là khắp hay thanh tịnh biển các hạnh. Viên mãn tất cả biển các nguyện, tu hành thì phải phát nguyện, phát nguyện thì phải viên mãn nguyện, mãn nguyện mới gọi là viên mãn. Cho nên còn phát tất cả nguyện thì phải mãn tất cả nguyện, còn tu 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiển thì phải đồng như nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiển, viên mãn tất cả nguyện nhiều như biển cả, cho nên gọi là viên mãn tất cả biển các nguyện. Gần gũi cúng dường biển chư Phật, mười phương chư Phật vô lượng vô biên như biển cả, con đều phải gần gũi cúng dường biển chư Phật. Tu hành không mỏi trải biển kiếp, tu hành không thể có sự mệt mỏi, trải qua vô lượng vô biên thời gian nhiều như số kiếp, giống như biển cả, con cũng nhất định tinh tấn, tơ hảo không mệt mỏi. Ba đời tất cả các Như Lai, Bồ Đề tối thắng các hạnh nguyện, con đều cúng dường tu viên mãn, nhờ hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề. Ba đời tất cả các Như Lai, ba đời tất cả chư Phật, Bồ Đề tối thắng các hạnh nguyện, tu hành Bồ Đề tối thắng, tối vi diệu và tất cả hạnh nguyện, con đều cúng dường tu viên mãn. Mười phương chư Phật tu Bồ Đề tối thắng các hạnh nguyện, con đồng thời cũng cúng dường viên mãn tu hành. Và giống như mười phương chư Phật, nhờ hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề, con tu hành hạnh nguyện 10 điều nguyện phương của Bồ Tát Phổ Hiền, giác ngộ Bồ Đề giác đạo. Tất cả Như Lai có trưởng tử, ngài danh hiệu là Đức Phổ Hiền, nay con hồi hướng các căn lành, nguyện các trí hạnh đều bằng ngài. Tất cả Như Lai có trưởng tử, mười phương tất cả chư Phật Như Lai có một đại trưởng tử, ngài danh hiệu là Đức Phổ Hiền, danh hiệu của ngài gọi là Tôn giả Phổ Hiền,
này con hồi hướng các căn lành. Hiện tại con đem tất cả các căn lành của con tu hồi hướng về 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Nguyện các trí hạnh đều bằng ngài, nguyện cho trí huệ của con và hạnh môn của con tu hành giống như Bồ Tát Phổ Hiền. Nguyện thần miệng ý luôn thanh tịnh, các hạnh cõi nước cũng như thế, trí huệ như vậy hiệu Phổ Hiền. Nguyện con với ngài đều đồng nhau,